Hay chào các bạn, như video trước mà tôi hiện có cả cấu hình wifi trên con AX10 ha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn có cấu hình cũng con wifi đó. Hay hôm trước như hôm trước mình cấu hình thì mình đang cấu hình cái dạng USB. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển nó sang port Sysboy. Có nghĩa là khi mà mình không có nhu cầu là quay PoE trên có thiết bị này nữa mà mình muốn quay PoE hoặc là có thể HCP thì lúc mình đang cập HCP ngoài ra là nó có thể là PoE được luôn. Nhưng ví dụ như trong này trong tình trạng tình huống của mình hôm nay mình sử dụng thiết bị của nhà mạng mình không có bit mà mình để đó mình tắt wifi chức năng tắt wifi trên cái mạng mình chỉ cái dùng có phát từ HCP và quay PoE thôi. Thì còn còn cái con trên thiết bị AX10 này thì mình chỉ có một chức năng là phát wifi trên một số cái access point nổi tiếng của Aruba hay là Unify hoặc là Brandstream hoặc Cisco thì chỉ cái thứ một chức năng là phát wifi thì hôm nay cái trên con tablet này mình cũng có thể hiện các bạn được cái tablet nó cũng có một số là phòng là cái thằng này nha. Thì các bạn và hôm trước mình đang để này nhu cầu mình không muốn có bắt đặt mật khẩu nó mình cũng bỏ luôn đây. Ví dụ như các bạn không muốn nhu cầu đặt mật khẩu như vậy rồi yên tâm nó sẽ không có mật khẩu nữa. Thì những chức năng mình có thể giữ nguyên được mình chỉ kiếm một chức năng thôi, các bạn chọn dưới cùng system nè, bạn kiếm đến cái phần là open process thì các bạn chọn cái chế độ này là support Access Point Mode thì nó chỉnh chức năng này là thì nó qua một cái thiết bị này rồi nó phát thôi. Thì vào hôm nếu mà DHCP á, thì nó có cái biểu là mình quay các trên đây xong rồi phát wifi. Thì hôm nay nếu mà Access Point á, thì nó chỉ có chức năng là phát wifi thôi, còn bộ quay này nó cũng còn thiết bị nhà bạn thôi hoặc là một cái thiết bị khác. Thì hiện tại mình đang chạy nó trên lớp IP 20.1 nha. Chuyển sang mod này á, thì IP nó chung với cái lớp mà có một con lớp router khác thì hồi đó mình các bạn thấy bây giờ mình xếp lại thì nó phải động nó yêu cầu mình reboot đó. Thì khi mà reboot xong á, thì mình sẽ không truy cập bằng cái lớp IP này nữa tại vì nó mình đã đổi cái lớp IP riêng với con thiết bị của mình rồi. Đợi một xíu không thì nó reboot xong mình sẽ gọi lại. Khi mà thiết bị nó khởi động xong á thì mình sẽ không vào được phần cái lớp IP như hồi nãy nữa. Để mình cho các bạn xem IP. Để mình vào cái bây giờ nói chung với cái lớp IP này để mình kết nối lại mình kết nối lại với cái con đó thì hiện tại cái lớp này nó chung với cái lớp này có cái con thiết bị router của mình đấy. Ok cái đó thành công rồi. Đây giờ nó có lớp mạng khác không các bạn, nhưng mà có một cái tình trạng là mình sẽ không biết được cái IP cái con tên lên bao nhiêu nữa thì cái này mình phải vào cái thiết bị của nhà mạng hoặc là một cái thiết bị khác nha. Hiện tại mình sử dụng một cái con Virtualis đây thì mình vào đây để mình xem để thấy nha. Thì hiện tại cái con đó có IP đây thì là cho pin này đây, cái ice mời đây. Ok mình vô lại thế hiện tại là mình đang xài con Mirotic 5.12 mình vô 5.12 okay, thì mình vẫn truy cập vào lại vào thiết bị điện tử nha. Thì để mà nhớ thiết bị này hoặc mình thích để phất ra cái IP của nó trên cái thiết bị. Ok. Khi mà đã làm thành công còn nếu mà mình đây, 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 đây.
Đây là mình ví dụ như mình không có nhu cầu là để mật khẩu nữa thì các bạn có thể vào đây ha, các bạn chỉ định anh không cần mật khẩu. Còn ví dụ internet này, giờ mình thấy nó là đi nó có hết nó ảnh hết IP ông chỉ tới gì này, HTTP nó cũng ảnh hết luôn không, thì cái này auto hết rồi, cái map này đó nó từ internet qua cái con này phát thôi, phát wifi thôi, qua thiết bị đây đó. Hiện tại nó vậy. Còn để mà mình không, nếu mình không muốn thì mình chuyển vào open mode này, mình lại quay về lại bình thường không, thì này một số cái ví dụ mà nếu các bạn video xem video này mà trước đó chưa biết setup thế nào thì mình có thể xem lại video hồi trước đó, mình sẽ để link ở dưới nha đấy bạn xem không. Còn ví dụ như mình có muốn nhu cầu là quản lý thiết bị này sau này và mở và đổi mật khẩu gì đó thì mình có thể là vào cái thiết bị của nhà mạng IP ha, thì trên đây ví dụ như đây là con thiết bị của Mirotic thì mình có thể thích thích IP của nó hoặc cần cắt bét nó vào cái chuyển nó sang cái IP static ha, thì mình không bị thay đổi mỗi một lần, còn nó sẽ không thay đổi cái thay lớp IP nữa. Ví dụ như con IP này thì mình có thể là mask static thì cái là gì rồi mình ok thôi, thì này nó là thiết bị này đó đúng không, nó sẽ mất cái dấu thì sau này mình khởi động thì IP này không bị chuyển đó. Rồi video của mình tới đây là kết thúc, nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới trong tương lai.